Mẹ nó có làm
Quay 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 quay. Và gia đình cô cũng không bao giờ muốn đến cái chuyện này, cái hành vi này. Và cái đẻ con không con tên gì con đẻ con không đẹp, không hay và cũng không đẹp. Vì sao? Là cuối cùng Quỳnh sẽ tìm được một cái biện pháp để mà giải quyết. Thì hôm nay tôi thay mặt gia đình của chị tôi yêu cầu các anh công an chiến sĩ ở đây là một người công dân của Việt Nam và con cháu của Bác Hồ, và lúc nào cũng làm theo ý của dân và thương dân. Thì bây giờ tôi xin một người lãnh đạo tối cao nhất để giải quyết việc này, một người một thôi, không thở nào mà cái kiểu như thế này được, và không thở nào xảy ra cái chuyện mà tôi thấy nằm trong mấy giờ rồi. Vấn đề bóp cổ có bóp cổ về cái cuộc sống này sẽ ra hết. Thì bây giờ tôi xin thay mặt gia đình, xin một người lãnh đạo của các anh, chứ tôi gia đình tôi không thể nào mà nói chuyện hết các anh được. Tôi xin một người lãnh đạo lớn đây. Vũ lực này nói chuyện là sao? Không, vũ lực thì không có rồi. Đất nước của Việt Nam không hề có vũ lực. Mà đất nước của Việt Nam sinh ra, là gì? Bác Hồ đã nói rồi, chiến sĩ công an là gì? Giúp đỡ, bảo vệ dân. Nếu dân sai, ta phải chỉ con đường cho dân sai và đi. Không đỡ nào dân sai mà đến mức độ mà một đứa bé chính mắt tôi thấy luôn, anh chiến sĩ công an ở Hồ còn sai, là sao lại đưa cái tay lên cái cổ con bé vậy? Dĩ nhiên ảnh không đưa, ảnh đưa vào cái cổ của cái chú kia, nhưng không may nó trượt vào cổ con bé, thì cái soạn viên của tôi đưa lên thì mấy anh tính ra đây. Còn tôi là ai? Các anh sẽ biết. Hôm nay tôi muốn nói là sự giải hòa, mong các anh, tôi thay mặt cho bà chị tôi, cho một người lãnh đạo tối cao nhất ở đây nói chuyện với tôi. Dĩ nhiên công việc này không thở giải quyết chiều hôm nay được, kéo thở thì kéo dài ngày mai ngày mốt. Thì tại sao ta không ngồi lại với nhau mà ta tìm ra một cái phương án nào đó, đúng không? Tại sao phải xảy ra cái chuyện này? Bây giờ các anh cho lấy cái đoạn đường này đi chăng nữa, lấy một cách ôn hòa, một cách hòa thuận, một cách chấp thuận, các anh sẽ không bao giờ xảy ra những cái việc gì đáng tiếc. Chúng mày đừng đấy, nhưng mà các anh ép dân thì các anh có làm có sung sướng gì đâu, nếu nào cũng xảy ra do cái chuyện không hay nữa. Thì bây giờ lẽ tôi đi về rồi, tôi nghĩ rằng là cái chuyện này không xảy ra. Bây giờ tôi mong các anh lãnh đạo chiến sĩ của Bác Hồ, tôi mong mời anh chủ tịch cái thứ nhất nè, bây giờ rút liên nè chị đi đi, cái thứ nhất nè, tôi mời một anh tổ trưởng tổ dân phố ở đây nè. Cái thứ hai, tôi mời một anh công an khu vực ở đây. Cái thứ ba, tôi mời một trưởng công an phường ở đây. Cái thứ tư, tôi mời anh trưởng quận. Cái thứ năm, tôi mời anh giám đốc hoặc phó giám đốc của ủy ban nhân dân thành phố. Bao nhiêu đó là đủ thủ tục chúng tôi làm việc rồi. Tôi không còn phải nhiều nữa. Các anh có đồng ý không? Dân có đồng ý không? Đồng ý. Thế bây giờ đó, mời bao nhiêu đó được thôi. Nhưng đây là Việt Nam, không phải. Không phải, anh đừng có gì sai. Cổ trưởng đâu? Là tao không gọi chúng mày đây đứng. Bây giờ là cổ trưởng của mày là ai vậy? Có chung nhở? Cổ trưởng của tôi mà. Cổ trưởng là bà. Bây giờ tôi đang mời một cổ trưởng này. Bà nào cháu đi gọi? Đúng rồi. Bây giờ bên bà Cán rồi. Bà Cán hay rồi, bà Cán nghỉ rồi đây. Bà Cán nghỉ tổ trưởng rồi. Thế ông gì nhỉ? Ông nào, bà nào tổ trưởng nữa? Không có tổ trưởng đúng không? Nếu có tổ trưởng thì mời. Phải ông Chính không? Công an khu vực đó lại có trưởng phường tiếp tục của cho tôi. Không có trưởng phường là phó phường. Tiếp đó trưởng quận hoặc phó quận. Rồi xong đó phó chủ tịch cũng là chủ tịch của ủy ban nhân dân thành phố, đúng không? Phải tăng mình cho cấp. Nhà cô có không làm gì hết. Nhà cô là có phải ra nhá. Không được động ai nhá. Ra nhà cô nhá. Bây giờ cái kia tao vỡ hết rồi, chúng mày tính sao đây? Đây là bọn nó đến lập phá gia đình của tôi, chị ạ. Bây giờ đến lập phá gia đình tôi vỡ hết rồi. Bây giờ công an nguy cơ động đến lập phá gia đình tôi, thành phố phường. Chị có nghe không? Đó. Vậy bây giờ đó. Vậy là ai? Ai là người giải quyết cái chuyện tàn cuộc này là ai đây?
tôi nói cho các người nghe nha, ông già trong này này nha, tôi tuyên bố với ông luôn nha, trong người ông đang có 10 lít xăng á, nếu mà ông tự thiêu á là chiến sĩ công an Hạ Long phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nói luôn nha, đêm hôm nay nếu ông già trong nhà này ra ông mà tự thiêu trong cái đất này là chiến sĩ công an Hạ Long là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bà nói đúng. Thì bây giờ tôi yêu cầu đây các anh em chiến sĩ công an ơi, cho một người ra đứng nói chuyện và phải trái đi. Còn sự việc này không thể nào, không thể nào giải quyết hôm nay được. Không nghe lời tôi thì chuyện gì nó sẽ xảy ra đấy. Bà đánh tập phái tôi đi tôi rồi. Không, bây giờ có đặt tiêu cũng được. Đứng tiên đi. Ôi chị ầm lên là kéo ra, chị đang nay mới thật cái gì tới đây là cộng sản Việt Nam chứ mà nước Mỹ chị. Cho nên là đó, bây giờ cái anh nào công an, anh nào chiến sĩ đâu? Tại sao im lặng vậy? Sai rồi nên không dám ra nói chuyện đâu. Bây giờ không ai? Không ai ra. Vậy bây giờ cái anh khu vực đâu, công an khu vực đâu? Công an khu vực, bây giờ công an phường này anh. Tuy rằng anh công an khu vực anh rất nhỏ, nhưng chính anh là người sau này đứng ra làm chứng bất toàn một khu vực nào. Phó trưởng phòng, trưởng phường, phó phường đều có mặt đây hết. Đâu, bây giờ anh phó phường đâu? Anh phó phường đâu? Anh ông vừa ở đây, ông bị đâu ấy? Đâu ở đây, ông vừa trốn rồi. Chứ không ra đây. Ở đây anh phó phường đây. Đây anh phó phường, anh phường mình. Đây, mời anh phó phường. Còn ông trưởng phường là vừa ở đây là trốn rồi. Không phải, anh ra đây. Cái việc này, không, ở đây tôi không phải anh trả lời. Nhưng ở đây, tôi đang yêu cầu.